Mẹ cần làm gì khi bé bị sốt co giật ở nhà? Nhớ cho mình, ý đầu tiên là phải đặt bé nằm nghiêng ra và bình tĩnh nhá. Nằm nghiêng ra lý do là bởi vì khi bé co giật kiểu bé sẽ đi kèm với nôn, thì mình cho bé nằm nghiêng để khi bé nôn thì cũng sẽ không chọc nó nung đổ ngược lại để làm tắc nghẽn đường thở của bé. Ý thứ hai là nhanh chóng làm mát và hạ sốt cho bé. Hạ sốt thì cần khi này thì mình sẽ không dùng dạng viên uống được đâu mà sẽ dùng dạng đặt hậu môn cho bé. Thì cái việc thế nên các mẹ luôn, và nhất là những cái bé mà có tiền sử co giật ấy, luôn lưu ý là dự trữ dạng viên đặt hậu môn cho bé. Ý thứ ba nữa là chú ý quan sát những cái dấu hiệu của bé trong quá trình bé sốt co giật để có gì để báo lại bác sĩ khi cho bé khám sau khi hết cơn co giật. Có thể dùng điện thoại để quay lại, tại vì nhiều lúc mình quan sát thì mình không phải là nhân viên y tế, nhiều lúc mình có những cái dấu hiệu mà quan trọng nhưng mình bỏ qua. Và ý thứ tư là sau khi bé đã hết cơn giật thì nên đưa bé đến bệnh viện khám.